Ok, xin chào anh em. Hôm nay bên em lại tiếp tục quay lại với chuyên mục review các sản phẩm về máy dòng máy lọc không khí, bù ẩm và diệt khuẩn thương hiệu Sáp. Thì cũng thời gian đây em cũng ít review sản phẩm này, vì thực ra tất cả các dòng Sáp em đã review trước rồi, thì chỉ còn tầm hơn chục mã, các cái mã pháp phổ thông cơ bản thôi. Nên đợt này cũng bận làm các cái sản phẩm khác nên hôm nay mới có tranh thủ thời gian giới thiệu lại thôi. Thì những em này mình cũng giới thiệu rồi, vì nó tùy theo lô, có những lô đẹp, lô hình thức đẹp, lô hình thức bình thường thì giá cả khác nhau một chút. Thì hôm nay em giới thiệu anh em một sản phẩm rất là quen thuộc, model KCB50 là một trong những sản phẩm bán tương đối là chạy cùng với các sản phẩm khác như A50 hay là Z65. Anh em nào đã theo dõi cái kênh YouTube của bên em thì cũng hiểu về cái sản phẩm này rất là nhiều rồi, thì em xin sơ lược là dành cho anh em nào chưa hiểu biết. Thì các dòng máy sản phẩm lọc không khí, bù ẩm và diệt khuẩn thương hiệu Sáp này là một trong những sản phẩm bán gần như chạy nhất tại thị trường Việt Nam, cùng với cái hãng khác như là Daikin, Pala hay một số vài cái mã ít khác như là Toshiba hay Hitachi. Thì Sáp là một trong ba thương hiệu cùng với Pala và Daikin là một sản phẩm rất là chạy tại thị trường Việt Nam. Thì tại sao em hay dùng dòng Sáp? Thì một số anh em hỏi dòng Daikin, Pala, thì thực ra tất cả các hãng cái nào cũng tốt cả, nên bên em thì quen với dòng Sáp rồi, có nghe cái lần đầu tiên gặp đã yêu nó. Nhất là cái đồ đạc thay thế rất là dễ, và cái khả năng cảm biến cũng rất là nhạy, và gần như là mọi chức năng sử dụng nó rất là dễ sử dụng với người dùng. Ok, thì em đi vào em B50 này cho anh em. Về tổng quát thì dòng B50 này cũng hoàn toàn giống dòng A50, cấu hình chung nó đều là công suất 54W và sử dụng nó vòng tầm 35m². Nó chỉ khác một chút là dòng B50 này được thêm một cái cửa điện này, thì các bạn bật tắt đây thì nó sẽ tự động đóng mở lại để tránh hiện tượng bụi bẩn bay vào bên trong. Cái thứ hai là dòng đời này đã nâng cấp lên màng HEPA là màng than tổ ong anh em nhé, đây là màng than nguyên bản cho máy luôn. Cái màn cũ thì là dạng màng than gấp thì cái khả năng khử mùi sẽ kém hơn màng than tổ ong này. Và bên em cũng bán các phụ kiện thay thế của Sáp, thì tất cả các dòng than bây giờ em thay thế hết bằng cái màng than của ông này, không dùng màng gấp nữa. Đấy, nó tăng hiệu quả lọc mùi rất là ok nhé. Đấy, đây là màng HEPA, bên em sẽ thay thế hoàn toàn mới. Nếu mà màng than màng HEPA còn đẹp thì bên em sẽ giữ lại, còn không thì bên em sẽ thay thế. Đấy, không khí sẽ đi qua một cái màng thô này. Đấy, sau đó đến cái màng HEPA và một cái màng nữa là màng ba cái màng này đi qua ở chợ lắp ở phía đằng sau này. Đấy, thì tất cả các sản phẩm bên em đều sẽ kiểm tra nếu nó có bị bẩn hay là thay thế hoàn toàn nha. Phía mặt trước đây là đèn hiển thị độ ẩm này, đèn báo nước này, nếu mà nước đầy thì nó sẽ báo không nháy đèn đỏ, ví dụ đây bên em nước đầy. Đấy, còn khi mà nó bù ẩm thì nó sẽ thành màu xanh, ví dụ mình bật chế độ mạnh lên. Đấy, đây là chế độ bù ẩm, nó sẽ bù ẩm. Để auto thì khi chế độ là chế độ auto, đây là chế độ auto anh em này, thì là độ ẩm phải tầm từ 65 độ xuống thì nó mới bù ẩm. Còn mình muốn bật chế độ mạnh lên thì ấn chế độ này cho mình, chế độ mạnh. Đấy, là chế độ nó bù ẩm rất là mạnh luôn. Cái đèn báo này khi mà nó nháy đỏ là hết nước nhé. Đấy, còn khi mà nó không đầy nước thì sẽ báo màu xanh này. Ở phía bên phải là một cái ca nước để anh em cho nước vào khi anh em bù ẩm này. Đấy, và đặc biệt là ở trong cái guồng nước này nó có một cái vải bù ẩm. Đấy, anh em nhìn cái chỗ lăng chính của nó là sẽ thấm nước để vào quạt sẽ hút và đẩy lên để bù ẩm trong phòng, nên cái guồng bù ẩm này và cái vải này nó thường xuyên tiếp xúc với nước, nên là anh em thường kiểm tra cho mình nếu nó hiện tượng đóng cặn hay bị vôi hóa nó cứng đơ thì khả năng bù ẩm nó kém, thì anh em phải thay thế cho mình đi nhé. Bởi bên mình cũng bán kèm theo hoặc nó sẽ có cái mùi rất là chua. Đấy, tất cả các sản phẩm em về đều phải chất rất cẩn thận và thay thế những phụ kiện đã bị hỏng hoặc oxy hóa. Cái nữa mà anh em cần lưu ý khi mua không khí đó là cái cảm biến ẩm này. Đây, em thay thế gần như toàn bộ đồng bộ nhau hết này, 73, 74, 75 này. Cái cảm biến ẩm này nó sẽ quyết định là nó sẽ đo được cái độ ẩm hiện tại mà máy đã đặt vị trí đấy. Nó sẽ căn cứ vào nếu độ ẩm cao thì máy sẽ không bù ẩm nữa. Độ ẩm thấp trung bình tầm 65% đổ lại nó sẽ tự động
nó sẽ bù ẩm. Đây là các bạn phải thường xuyên kiểm tra cái này. Một số cái máy nó cứ bị lỗi là nó cứ nó cũng cao quá hoặc thấp quá, anh em phải thay thế cho mình nhé. Không, cái khả năng bù ẩm của máy nó không chạy hoàn hảo đâu, nó gây ra nhiều khi mất chức năng bù ẩm của máy đi, anh em đồng bộ giống nhau. Cái thứ nữa là cái cảm biến bụi này, màu xanh là sạch, màu đỏ là bẩn, đấy, còn màu vàng là hơi bẩn. Thì cái cảm biến này rất là quan trọng. Nếu nó bị lỗi thì suy lúc nào nó cũng xanh, thì nó không thể đo được cái lượng bẩn trong phòng mình để nó tăng tốc, máy này nó lọc nhanh. Khi mà chuyển sang màu đỏ thì máy tự động sẽ hoạt động công suất cao để lọc nhanh không khí. Đấy. Các bạn test thì đơn giản thôi, các bạn chỉ lấy một cái thẻ bẩn, các bạn phất để test, các bạn có thể đấy bẩn luôn, bạn nhìn này, cả ba con luôn cho các bạn nhìn đấy. Khi mà đèn chuyển màu như này thì máy tự động nó sẽ tăng tốc hoạt động hết công suất để lọc nhanh cái không khí trong phòng của mình đi. Nếu giả sử cái này nó không thay đổi, suy ra chức năng là không khí của bạn chỉ lúc nào cũng chạy chế độ bình thường thôi, rất là lâu đấy, hoặc là cái này bị lỗi lúc nào nó cũng bẩn, suy ra máy lúc nào nó cũng hoạt động hết công suất, vừa tốn điện mà nó gây tiếng ồn ào trong phòng ngủ các bạn đấy, và không hiệu quả. Đấy là một số cái lưu ý là các bạn đi mua dòng lọc máy không khí, những cái phụ kiện cộng vào như là màng HEPA, màng than hay là cảm biến ẩm, và tất cả các sản phẩm này với em đã đổi nguồn 220V bằng nguồn suối bên trong nhé, anh em cắm tiếp không lo bị tưởng cắm nhầm điện nữa. Những cái phụ kiện vào đấy sẽ cộng lên thành giá trị thành phẩm của một cái sản phẩm này. Trung bình một con máy này thì bên em trung bình bất đầu tầm từ 500-600 nghìn để hoàn thiện nó đến tay người dùng. Giả sử cái này bán 2 triệu thì từ đây nó chỉ tầm 1,4 triệu thôi. Đấy. Còn chức năng nữa là chức năng ion. Cái ion này các bạn không thể nghe nhìn bằng mắt được, các bạn chỉ nghe bằng tai thôi. Các bạn bật cho mình chế độ gió nhẹ, xong các bạn dí tai nghe tiếng đánh nữa tẹt 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 đấy, là ion mà ok. Các bạn có tự kiểm tra ở nhà các bạn được luôn. Đấy là ba chức năng chính của này: lọc không khí này, bù ẩm và diệt khuẩn này. Thì mình đã qua các bạn cách sử dụng dòng này thì nó hoàn toàn đơn giản thôi. Mô hình thiết kế của dòng khác thì rất là đơn giản, bao gồm ở giữa là ba cái chức năng chính. Bên phải nút là tắt, đấy. Ở giữa là ba nút chính, ở giữa là chức năng bù ẩm và lọc không khí này. Chức năng bên trái là chức năng lọc không khí không, dành cho anh em mùa lộp không có bù ẩm. Chức năng là chức năng tăng tốc. Giả sử các bạn phòng các bạn bẩn thì ấn chế độ này cho mình thì nó sẽ lọc hết công suất để lọc nhanh. Đấy. Bình thường các bạn cứ chọn chế độ ở giữa cho mình thì tự động nó cảm biến ẩm này nó sẽ theo không khí hiện tại và nó tự động nó bù ẩm hay không là do đó. Một cái quan trọng nữa là phần menu này cho các bạn để cho mình chế độ auto. Auto nó sẽ tự động, nó sẽ điều tiết nhanh chậm không, nó sẽ căn cứ vào cái độ ẩm và cái bụi này. Thì ngoài ra các bạn muốn hoạt động chế độ mạnh thì ấn vào đây cho mình. Đấy, thì lúc nào gió mạnh này, mạnh này, trung bình này, yếu này, và chế độ là chế độ phấn hoa. Đấy. Thì đa số các bạn ấn chế độ auto cái này thôi. Ở bên đây là có cái đèn tím hiển thị đèn sáng tối, anh em nào muốn sợ nó ảnh hưởng giấc ngủ bạn tắt đi cũng được. Đấy. Đây thêm một chức năng nữa là hiển thị độ C. Đấy, hiện giờ đang là 31 độ C này. Thì những dòng A50 thì không có cái chế độ này nhá. Đấy, chỉ có dòng đời B thì mới có này. Đây là công suất này. Đấy, nhiệt độ, ba chế độ này. Đấy. Đây là cái phím cảnh báo. Khi mà độ ẩm thấp quá hoặc là nhiệt độ cao quá, nó sẽ cảnh báo màu đỏ lên cho anh em. Các bạn bật tắt ở đây. Thế còn ngoài ra đây một chiếc phím hẹn giờ. Các bạn có hẹn lần từ 1, 2, 3, 4, 8 giờ nhé. Đấy, một số trường hợp nó sẽ báo đỏ ở vị trí này. Nó báo cái màng HEPA của bạn là nó bị bẩn, các bạn vệ sinh đi. Sau bạn giữ ấn 3 giây cho mình nhé, thì nó sẽ clear được cái đèn đỏ này đi. Đấy, còn ngoài ra, chức năng ion. Nếu bạn muốn bật tắt chức năng ion, các bạn giữ 3 giây đây. Trường mặc định các bạn cứ để nó bật luôn. Đấy, nó không sáng đèn nữa, giữ 3 giây là sáng. Thì chế độ này các bạn luôn để auto cho mình là nó bật. Còn một thêm giữ 3 giây phím này nữa. Là một chức năng nữa là chức năng khóa. Anh em không thể sử dụng được, sợ nhà các bạn có trẻ con ấy, các bạn ấn này cho mình giữ 3 giây thì không cho bật, các bạn chỉ nguyên một chế độ rồi thôi, cứ chạy thôi. Bạn giữ 3 giây tiếp cho mình.
đấy thì các bạn cũng điều khiển được các chức năng này. Đấy, nói chung thì tổng quát lại là các bạn cần ấn cho mình tắt và bật, thế là xong. Thì để tất cả tự động làm việc hết. Thì cái dòng B50 này thì liên đại nó trung bình nó từ đời 2012-2014 kỳ quang. Đấy, hình thức thì có con xấu con đẹp. Đấy, thì con nào đẹp thì giá hơn một chút, con nào hình thức xấu thì giá mềm mại hơn một chút. Đấy, mặt trước thì con này cũng tương đối là trắng trẻo. Còn mặt trên thì đợt này về nó hơi bị có màu ngà ngà một chút, nó không được trắng tinh. Đấy, anh em nhìn này. Đấy. Thì giá cả nó sẽ mềm mại hơn cho anh em lựa chọn với cái cấu hình như thế này. 35 công suất 54W và trong phòng 35m2. Đấy, tất cả bên em đã đổi nguồn 220V, màng HEPA mới, vải bùa mới, cảm biến mới. Đấy. Hoàn thiện sạch sẽ rồi cho anh em. Anh em về chỉ việc sử dụng luôn thôi. Với cái chức năng hẹn giờ này, chức năng hiển thị nhiệt độ này. Đấy, và cửa ngáp tự động này. Đấy, nó khác một chút với dòng A50. Ok. Anh em cần sản phẩm hệ mình qua số điện thoại 0979 665 264. Xin chào mọi người các video sau.